Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho bạn destination C1, C2 các bạn nha. Rồi, thầy xin nhắc lại nha. Để mà học tốt destination C1, C2 đó, bạn cần có nền tảng kiến thức vững là cái B2 này nè. Mà cái Desk B2 này thầy đã hướng dẫn trên YouTube luôn rồi. Mà bạn nào thấy cái Desk B2 này khó đó, thì bạn hãy học cái Desk B1 này nè. Đó, xong rồi tới Desk B2 và B2 vững thì bạn mới học tốt được cái Desk C1 C2 này. Thì để học tốt cái cuốn này thì có nhiều cách nha. Rồi, một trong những cái cách đó là các bạn tham khảo cái quyển mà thầy tổng hợp từ vựng ngữ pháp cho các bạn nha, đầy đủ cho các bạn ở trong đây nè. Và khi bạn tải về in ra đó thì bạn sẽ có cái file giống thế này nè. Đó. Thì đây là bài 24 chủ đề về từ vựng nè. Thì mấy bữa đó chúng ta đã học chủ đề từ vựng phần A rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học chủ đề từ vựng về con người phần B. Thì đây chính là cái bài 24 các bạn nha. Chúng ta đã hoàn thành xong phần A nè, phần B nè, phần C nè, phần D nè. Và bây giờ thầy và các bạn sẽ làm rồi, phần D chưa làm các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm phần D các bạn nè. Đó, chúng ta sẽ làm phần D nha của Desk C1 C2. Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, thầy chào Bảo Chi, chào tất cả các bạn luôn. Chúng ta sẽ làm các bạn nè. Câu số 1 các bạn sẽ chọn chữ gì nè? Đó, cứ từ từ mà làm các bạn. Desk C1 C2 nó khó lắm. Rồi. À, nếu mà Linh Chi đạt được đẳng cấp này thì em là VIP rồi nha Linh Chi nha. Rồi, thầy biết em. Rất là tuyệt vời nha Linh Chi nha. Dĩ nhiên á, là có bạn học nhau vô học C1, C2 luôn. Nhưng mà thầy nghĩ rằng không phải rằng bạn bạn nhào vô bạn học được, bởi vì trước đó kiến thức bạn đã vững rồi nha. Nhiều bạn không cần học Desk B2 nhưng mà kiến thức bạn đã vững rồi. Trước đây bạn học rất là nhiều, bạn học những giáo trình khác hoặc bạn học ở trên trường mà bạn học giỏi thì bạn cũng đã vững cái B2 rồi, thì bạn có thể nhào vô đây luôn đó. Còn bạn nào mà thấy cái này khó thì cứ từ từ thôi, đi từng bước một nè, bước 1, bước 2 và bước 3 nha. Bạn chả cần học Desk B2 để học Desk C1, C2, nhưng kiến thức bạn phải vững ở B2 thì mới dễ học ở các bạn nha. Đó, xin chúc mừng Minh Hiển và bạn Linh Chi và rất nhiều bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nè. Thì chào Lan Nhi nha. Đó, như thầy nói rằng năm nay thầy có con nhỏ, mọi kế hoạch nó thay đổi quá. Chứ mấy năm trước thầy lai làm rầm. Nhưng mà chưa đâu các bạn, mới đầu năm thôi. Cuối năm thầy mới làm xử lý nhiều đề thi cho các bạn. Thì tôi không biết Tony nhiều, tôi không biết Tony tốt. Chúng tôi gặp nhau trên đường đi làm việc và chúng tôi luôn luôn chào nhau. Tôi không gọi anh ấy là người bạn, thì chỉ là một cái người quen thôi. Thật sự chỉ là người quen biết thôi, không phải bà con, không phải bạn bè, chỉ là cái người gọi là biết sơ sơ thôi. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy chữ này nha. Đây, bạn chọn thầy cái từ acquaintance các bạn nha. Họ người quen sơ sơ thôi. Ôi quá trời bạn xuất sắc nha. Thầy sẽ qua câu số 2 nè. Thì câu số 2 các bạn, thì tôi không có mối quan hệ tốt với cái gì đó của tôi. Từ khi bố mẹ tôi ly dị và bố tôi kết hôn bà ấy, mọi thứ không có hòa bình ở trong căn nhà. Thì câu này các bạn ý nói rằng là mẹ kế đó. Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy là mẹ kế nha. Bởi vì phía sau người ta nói đó các bạn, đây chính là cái từ mẹ kế nè, stepmother các bạn nha. Đó, mẹ kế. Rồi quá trời bạn đúng nha. Tiếp các bạn nè. Mọi người, cái người mà muốn đi cái chuyến đi cắm trại của trường á, cần để mà mang theo cái đơn của họ vào trong lớp ngày mai. Và hãy nhớ rằng bạn phải có được cái gì đó nè để ký nó cho phép bạn đi chơi. Thì ở đây bạn đi cho thầy một cái danh từ và nó đi với cái từ legal, nó mang ý nghĩa là người bảo trợ hợp pháp. Có thể là bố hoặc mẹ hoặc một người bảo trợ hợp pháp các bạn nha. Bạn nào mà xem phim Mỹ nhiều đó, bạn hay thấy cái chữ này nè. Đây chính là người
bảo trợ các bạn nha. Đó, người có trách nhiệm về mặt pháp lý nuôi dưỡng trông coi các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nè. Câu số 4. Thì tôi cho rằng tôi thì hơi hơi cái gì đó. Tôi sẽ không miêu tả bản thân của tôi là người thích giao tiếp. Tôi thì khá là e thẹn. Thật vậy, tôi không thích gặp người mới. Thì đây chính là cái người mà gọi là người hướng nội đó các bạn. Đây chính là người hướng nội nha. Thầy chào Kim Kim Phương, thầy chào rất nhiều bạn nha. Đây, chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ người hướng nội nè, cái từ introvert nè. Đó, người hướng nội các bạn nha. Câu số 4. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè. Rồi. Bạn cần để viết đầy đủ tên của bạn lên cái phần trên đó của cái lá đơn. Nếu bạn kết hôn rồi thì bạn hãy viết tên của cái gì đó của bạn ở cái khoảng trống được cung cấp bên dưới. Thì tên vợ hoặc chồng của bạn, thì tên vợ hoặc chồng chữ gì của bạn. Đây, bạn có chữ spouse nè. Chúc mừng bạn đã chọn cho thầy cái từ tên vợ hoặc chồng nha. Chữ này quá trời bạn xuất sắc nha, quá trời bạn luôn. Chào Ngọc Ngọc, chào Phạm Học, chào rất nhiều bạn nha. Xuân Chim nè, vân vân nè, quá trời bạn luôn. Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nè. Câu 6 nè. Khi tôi chờ ở sân bay, tôi thấy một người phụ nữ trông khá là lạ các bạn. Cái người mà không dường như có hành lý. Sau đó thì tôi chú ý tôi chú ý cái gì đó của bà ấy. Một người phụ nữ nhỏ có độ tuổi tương tự với bốn cái hành lý. Rồi, cái người này nhiều chuyện mà còn nói nữa các bạn. Và câu số 6 bạn nè. Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái danh từ là bạn đồng hành nha. Companion nè. Có nghĩa rằng cái người đi cùng đó các bạn. Cái người đi du lịch cùng. Cái người đồng hành cùng. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Thì cái người này là một cái gì đó thật sự. Anh ấy nói chuyện với mọi người các bạn. Anh ấy dường như tham gia mọi cuộc hội thoại bất kỳ nơi nào mà anh ta đi. Và mọi người dường như thấy anh ta rất là dễ thương. Rồi, dễ thương. Thì đây chính là người hướng hướng ngoại các bạn. Rồi, xin chúc mừng bạn nào chọn thẳng từ extrovert nào. Đó, đây chính là người hướng hướng ngoại các bạn nha. Quá trời bạn xuất sắc luôn. Thầy sẽ qua câu số 8 nè. Khi bà của tôi đến nước Mỹ, khi ông của tôi đến nước Mỹ, ông ấy muốn trở thành một cái gì đó Mỹ, ngay như ông ấy có thể. Nó thì rất là quan trọng cho ông ấy để cảm thấy rằng ông ấy thuộc về nơi này. Thì ý là muốn trở thành công dân Mỹ các bạn nha, là cái từ cuối cùng trên đây nè. Xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy cái từ cuối cùng bên trên, chính là cái từ citizen các bạn nha. Đó, city nè, dần nè, rồi công dân Mỹ. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Có nha Ngọc nha, thầy sẽ còn live rất là nhiều, thầy có rất nhiều dự định các bạn, có rất nhiều dự định luôn. Cơ bản rằng thầy live xong đáp C1, C2 nè, còn mấy bài nữa thôi. Thì buổi nay một vài buổi nữa là xong. Thầy sẽ tổng hợp lại lý thuyết đáp B1 rồi B2, C1, C2 tổng hợp bằng video nha, mỗi bài một cái, làm cho nó kỹ càng để cho tất cả các bạn đều có thể học tiếng Anh các bạn nha. Rồi thầy sẽ làm kỹ càng, dù cho có cái quyển cái file này rồi, nhưng mà thầy sẽ tổng hợp theo video. Đó, sau đó thì thầy sẽ làm nhiều thứ lắm các bạn. Thầy sẽ hướng dẫn giáo trình close up. Bởi vì thầy mong muốn các bạn nhiều bạn học nguyên một cái giáo trình sẽ cực kỳ tốt các bạn nha, sẽ giúp đỡ được rất nhiều bạn hơn. Rồi, còn đề thi thì thầy sẽ hạn chế bớt một chút xíu. Giáo trình nó có thể giúp được một khả năng rộng hơn. Thầy sẽ qua câu E các bạn nè. Qua câu E các bạn nè. Thì ở trong hai chữ này các bạn nè, các bạn cần phân biệt cho thầy nha. Cái chữ này nè, hai chữ này các bạn, nó đều đi với từ was, nhưng mà khác biệt chỗ này. Thì cái chữ này á, là bạn hiểu về cảm xúc, bạn hiểu cảm xúc của người khác, bạn đồng cảm xúc của người khác. Còn chữ này là bạn hiểu vấn đề của họ. Vấn đề của họ là gì? Thì chữ này là vấn đề, chữ này nè là cảm xúc các bạn nha. Rồi bạn hiểu cái gì? Thầy xin chúc mừng bạn nào câu số 1 chọn cho thầy cái từ sympathize.
Thì tôi hiểu vấn đề của Kim, nhưng mà tôi không thể nói được là tôi thật sự hiểu cái mà cô ấy đang trải qua, đang làm. Ở đây mình chọn cái thầy hiểu vấn đề các bạn nha. Còn câu tiếp theo nè. Tôi hiểu rằng bạn cố gắng để mà tốt bụng, tử tế, nhưng mà tôi không nghĩ rằng bạn thật sự cái gì đó tôi. Khi mà bạn không trải qua bất kỳ cái hoàn cảnh nào giống tôi. Thì theo như ý nghĩa câu này đó bạn, nó là hiểu về cảm xúc. Ở đây bạn chọn thành cái từ empathize. Cả hai chữ này đều đi với chữ with, nhưng mà nó khác biệt là một cái là vấn đề, một cái là cảm xúc các bạn nha. Rồi, chúng ta đã xong câu số 2. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3 nha. Thầy chúc mừng rất nhiều bạn, làm rất tuyệt vời nha. Hiểu vấn đề, hiểu cảm xúc. Thì bố mẹ tôi thường ở cái chữ này các bạn nè, là nhận làm con nuôi. Còn cái chữ này nè, là nhận chăm sóc nuôi dưỡng ai đó trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ như là chăm sóc trong một vài năm trước khi vào đại học, hoặc là chăm sóc trong quá trình học đại học một vài tháng khi tôi còn trẻ, và họ chắc hẳn đã chăm sóc được năm tổng cộng là 50 đứa trẻ. Thì trong câu này á, bạn thấy nè, chăm sóc được 50 đứa trẻ luôn. Và ở đây nè, một vài tháng, vậy thì bạn chọn thấy cái từ foster nè, chăm sóc trong một khoảng thời gian ngắn các bạn nha, chứ không phải là nhận làm con nuôi các bạn nha. Đó, một khoảng thời gian ngắn thôi. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nè. Thì tôi được cái gì đó bởi hai người này khi tôi chỉ 6 tuổi. Vì vậy, họ là những người bố mẹ mà tôi đã từng biết. Thì ý câu này các bạn, tôi được nhận làm con nuôi. Bởi vì theo câu này nè, bạn thấy rằng chắc là nuôi hết luôn, nuôi cả cuộc đời luôn, tới 18 tuổi luôn. Còn chữ này là nuôi dưỡng một trong thời gian ngắn không phù hợp nha. Thầy sẽ qua câu số 5 nè. Đối với một vài người, nó rất là quan trọng, không khác biệt với những người khác. Và để hòa hợp trong cái nhóm, thì hai chữ này nó khác biệt. Ở đây là đối tác làm ăn với nhau. Các bạn nha, đối tác, thông thường là đối tác làm ăn với nhau. Hoặc là đối tác hợp tác với nhau. Còn chữ này nè, là bạn cùng trang lứa, cùng địa vị xã hội, cùng lứa tuổi vân vân. Thì trong câu này, bạn chọn thầy câu cái chữ này nè, chữ peers. Nó rất là quan trọng, không khác biệt với những người bạn cùng trang lứa của bạn, để mà phù hợp trong nhóm tuổi các bạn nha. Chọn thầy chữ peers. Rồi, xin chúc mừng rất nhiều bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 6 bạn nè. Tôi nghĩ rằng nó rất là kỳ lạ rằng cái lời mời không nói là cái người này được mời. Tôi nghĩ nó rất kỳ lạ rằng cái lời mời không nói là cái gì đó được mời. Thì ở đây bạn chọn thì cái đối tác nha. Cái đối tác nó mới hợp nghĩa quá, chứ không phải là cái người cùng địa vị, cùng trang lứa, cùng lứa tuổi các bạn nha. Chúng ta đã xong câu số 6 nè, chúng ta sẽ qua câu số 7 các bạn. Thì nó là một cú chó, nó là một cái cú sốc. Rồi, một cú sốc, một cú chó. Khi mà Tim mất công việc, bởi vì anh ta có rất nhiều cái gì đó, bao gồm ba đứa con và mẹ vợ. Thì ba đứa con á và mẹ vợ, cái từ siblings nè là anh chị em. Còn chữ này bác là người phụ thuộc. Người phụ thuộc có nghĩa rằng là cái người mà không có khả năng lao động các bác. Ví dụ như là con cái nè, bố mẹ về hưu không có đi làm, hoặc là người tàn tật các bạn nha. Đó là người phụ thuộc. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Tôi không bao giờ thật sự hòa hợp, hòa đồng, có mối quan hệ tốt với cái gì đó khi mà trong quá trình lớn lên của tôi. Thì trong câu này bạn chọn thầy là anh chị em. Rồi, từ siblings các bạn nha, anh chị em nè. Thầy sẽ qua câu số 9 các bạn nha. Câu số 9. Thì cái gì đó của tôi trong công việc đã để lại một cái đống bề bộn. Cái gì đó của tôi trong công việc đã để lại một đống bề bộn. Thì bạn có cái từ tổ tiên, bạn có cái người tiền nhiệm. Thì ở đây bạn chọn thầy người tiền nhiệm, hoặc là cái người ở nhiệm kỳ trước các bạn nha. Là cái người trước đây, giám đốc trước, người tiền nhiệm. Thì gia đình của tôi được xây dựng bởi
cái gì đó nè của tôi và 6 thế hệ. Cái người này đã sống trong đó từ thời điểm đó. Thì ý câu số 10 các bạn là cái gia đình này được xây dựng bởi tổ tiên. Ở đây bạn chọn thầy nè. Tổ tiên là ông cha của chúng ta nè, là chữ này. Còn cái này là người tiền nhiệm, hỏng đúng các bạn nha, hỏng đúng nè. Thầy sẽ qua câu số 11 nè. Tôi đã quyết định để rời bỏ đất nước, nhưng mà tôi chắc rằng cái gì đó của tôi sẽ tiếp tục cái công việc rất là tốt. Thì trong câu này, bạn sẽ chọn cái thầy là người kế vị, là người tiếp theo sau tôi đó. Thì cái người tiếp theo sau tôi là cái chữ này các bạn nha. Rồi, còn cái chữ này là dòng giống, rồi là hậu vệ, là dòng giống các bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 12 nè. Bạn sẽ không tin tôi đâu, nhưng mà tôi là cái gì đó của Isaac Newton. Dù cho tôi không có tên họ giống như cái người này. Thì trong câu này bạn chọn thầy cái từ descendant nè. Đây chính là hậu duệ, là dòng giống các bạn nha. Rồi, chúng ta đã xong cái phần này. Bây giờ thầy và các bạn sẽ qua cái phần tiếp theo nha. Đây chính là phần praise verb nè. Thầy xin chúc mừng rất nhiều bạn nha. Đó là cực kỳ ổn luôn nha. Ngọc Ngọc nè. Quá trời bạn nè. Khôi Nguyên, Phạm Học, Minh Hiển nha. Và quá trời bạn. Bạn Xuân Chim và vân vân. Bạn Florentino nè. Rồi, vân vân. Bây giờ thầy sẽ qua phần praise verb nè. Thì để làm tốt cái phần praise verb á, bạn cần đọc qua cái praise verb nè. Bạn có thể đọc cái tài liệu thầy gửi tổng hợp cho bạn có tiếng Việt, hoặc bạn có thể đọc sách gốc cũng có diễn giải nhưng bằng tiếng Anh. Đó, cái nào cũng được các bạn, thích học cái nào thì học. Đó, cái nào cũng được. Thì bây giờ chúng ta làm đúng bạn nha. Câu số 1 nè. Thì tôi không có thấy, tôi không có gặp nhiều Cameron nè từ khi anh ấy và cái người này Brock. Rồi, chữ Brock bạn chọn chữ gì đây? Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy cái từ mà chia tay mà. Rồi, xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy cái từ chia tay nha. Đây nè, brought up là praise verb, là chia tay. Thầy sẽ qua câu số 2 các bạn nè. Cô ấy thật sự thích anh ta và quyết tâm để không cho phép bất kỳ mọi thứ cái gì đó họ. Thì trong câu này các bạn, không cho phép bất kỳ mọi thứ xảy ra giữa họ hoặc là gây bất đồng giữa họ, chia tách họ. Xin chúc mừng bạn nào đã đọc cái từ between nè. Đó, chúng ta có cái từ come between các bạn, gây bất hòa hoặc là xảy ra vân vân nha. Thì tại sao chúng ta không có gì đó ở đây lần nữa vào ngày 12 khi mà chúng ta trở về từ Đức các bạn? Thì đây là cái praise verb nè. Xin chúc mừng bạn nào mà chọn cái thầy cái từ gặp lại nhau các bạn nha. Gặp lại nhau chính là cái từ meet up các bạn nha. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Câu tiếp theo nè. Câu số 4. Tôi không thích cái gì đó my step brother nè. Lúc đầu. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi trở nên gần gũi lẫn nhau. Ý nói rằng tôi không có thích. Thì trong câu này bạn nào mà học test B2 thì cũng đã biết rồi. Ở đây bạn có cái từ thích, nó đi với chữ to nè, nó mang ý nghĩa là thích các bạn. Đó, thích to someone. Ở đây chính là thích các bạn nha. Thì chúng ta nên mang mọi người gì đó và thảo luận cái mà sắp sửa chúng ta sẽ làm vào ngày sinh nhật của ông nội, ông ngoại. Thì ở trong câu này bạn có chữ bring nè. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn một cái giới từ mà nó mang ý nghĩa là tụ tập lại mọi người. Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ together nha. Đó. Tụ tập lại mọi người để mà thảo luận cái gì chúng ta sẽ làm. Thầy sẽ qua câu số 6 nè. Thì được trao một vài trách nhiệm đó, thật sự cái gì đó, một khía cạnh của cái tính cách của Lindsay tôi đã không thấy trước đó. Thì được trao trách nhiệm, được giao trách nhiệm, thật sự gì đó, một cái khía cạnh con người của Lindsay, có nghĩa rằng một cái khía cạnh về tính cách của nó mà tôi chưa bao giờ thấy.
Thầy xin chúc mừng bạn đã chọn cái praise verb là thật sự đã thể hiện được phẩm chất của cái con người này. Thầy xin chúc mừng bạn đã chọn chữ out này. Ở đây chúng ta có cái từ bring out đó là thể hiện được phẩm chất ở tính cách các bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 7 nè. Tôi muốn để mà yêu cầu, để mà mời cái người này đi hẹn. Nhưng mà tôi sợ bị từ chối. Xin chúc mừng bạn nào biết cái từ out nè. Someone out là mời ai đó. Ở đây bạn chọn cái chữ out nè. Mời, hẹn hò nhưng sợ từ chối. Thầy sẽ qua câu số 8 nha. Thì tôi có một cái sự cãi lộn, cãi nhau. Rồi, had a row nè. Cãi lộn, có một cái dòng. Tôi có một sự cãi lộn với Elizabeth và nó chỉ cancel gì đó các bạn. Tất cả những cái nỗ lực mà tôi đã cố gắng làm cô ấy thích tôi. Thì câu này xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy cái từ out nè. Mình có cái từ cancel out là làm tiêu tan mọi nỗ lực các bạn nha. Làm tiêu tan mọi nỗ lực. Rồi, quá trời bạn làm tuyệt vời nha. Chúng ta xong cái phần phrasal verb, phần F các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần phrasal verb tiếp theo nè. Đây. Thì hãy đoán ai mà tôi cái gì đó trong thị trấn. Giáo viên vật lý của chúng ta là ông Watson. Thì chỗ này, hãy đoán ai mà tôi tình cờ gặp trong thị trấn. Xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy cái tình cờ gặp nha. Bạn có cái từ bump into nè. Ở trong câu này, bạn chọn cho thầy thì quá khứ của bạn nha. Đó, đây chính là tình cờ gặp. Rồi, tình cờ gặp. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Câu tiếp theo. Tình cờ gặp bạn có nhiều chữ lắm nha. Bạn có come across, get into, run into quá trời luôn các bạn. Mình sẽ qua câu số 2 nè. Sau khi tôi biết bạn tốt hơn, thì anh ấy bắt đầu cái gì đó về cảm xúc của anh ta. Thì bạn hiểu được cái câu này là sau khi tôi biết Ben nhiều hơn, anh ấy bắt đầu cởi mở về cảm xúc của anh ta. Vậy thì chữ cởi mở là chữ gì các bạn? Ở trên người ta cho các bạn chữ open. Xin chúc mừng bạn nào thêm thầy chữ up nè. Đó, cởi mở về cảm xúc của anh ta. Thì cái quần jeans và cái áo thời trang đó, thì cả hai đều rất là tốt. Rồi, riêng on their own đó, tóm lại rằng cái quần jean và cái áo đó, cả hai đều tốt từng cái một. Nhưng mà chúng thật sự không cái gì đó nhau. Chắc chắn là hợp nhau rồi các bạn. Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái chữ mà không thật sự match với nhau, hợp với nhau. Ở đây bạn chọn thầy cái từ go together nè. Nhưng mà hai cái này không có hợp nhau. Từng cái thì đẹp nhưng mà nó chả có đi đôi với nhau, chả hợp nhau. Thầy sẽ qua câu tiếp theo nè. Ví dụ như Phạm Học với Ngọc Ngọc ha. Thầy thấy đôi bạn này, một bạn thì công phu rất là đầy mình, còn một bạn thì rất là nhiệt tình. Hai bạn này không biết là có go together được không. Thầy sẽ qua câu số 4 nè. Đừng cái gì đó các bạn những đứa trẻ khác trong lớp của bạn chỉ bởi vì chúng thì lớn hơn bạn. Thì trong câu này á, chỉ bởi vì bạn thì lớn hơn chúng, thì trong câu này ý nói rằng đừng có bắt nạt các bạn, là đừng có bully đó. Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ pick on nè. Đó chính là cái từ bully đấy các bạn nha. Rồi, pick on, đừng có bắt nạt. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè. Rồi, câu số 5 nè. Tôi ước gì bạn có thể làm chuyện này. Bởi vì bạn nói tôi ước gì bạn có thể làm như bạn được nói và không cái gì đó mỗi lần tôi yêu cầu bạn làm cái này. Ý nói là không cãi lại các bạn. Rồi, không cãi lại. Ở trên bạn thấy cái từ answer nè. Rồi, ở trên bạn thấy từ answer. Ở đây bạn chọn thầy chữ mát các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Câu 6 nè. Bạn nên cái gì đó bố mẹ của bạn và để mà xem họ nghĩ gì về kế hoạch của bạn. Thì ở trong câu này ý người ta muốn nói rằng bạn nên thăm dò ý kiến. Thì chữ nào
là thăm dò ý kiến các bạn. Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy chữ này nha. Thầy, xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy thăm dò ý kiến này. Cái từ sau. Thăm dò ý kiến. Bố mẹ và xem rằng họ suy nghĩ gì về kế hoạch của bạn. Thầy sẽ qua câu tiếp theo nha. Câu số 7 nè. Khi người phụ nữ bị xỉu ở trên đường, mọi người gì đó cô ấy, nhưng mà không có ai dường như biết cái chuyện gì để làm. Thì ý câu này là mọi người túm xung quanh cô ấy, bu xung quanh cô ấy. Thì bu xung quanh cô ấy, bạn chọn cái thầy cái từ crowded nè. Đây, crowded nha. Around. Đó, bu xung quanh, túm xung quanh, đứng xung quanh nha. Không ai biết chuyện gì để làm. Thì Michael thật sự gì đó ông của anh ấy phải không? Họ có tóc giống nhau. Thì ý câu này các bác, có tóc giống nhau thì chỗ này là giống nhau. Bạn chọn thêm cái từ text after nè. Đó, cái từ text này bạn phải thêm s vào nha. Hiện tại những cái s này thì dễ rồi, chúng ta đang học C1 C2, bạn phải biết cách chia thì các bạn nha. Bây giờ các bạn, chúng ta sẽ qua một phần phrase verb được các bạn nè. Đây, phrase verb. Thì câu số 1 các bạn nghe. Câu số 1. Tôi không có hung hăng. Nhưng mà nếu ai đó tấn công tôi sẽ bụp lại. Tôi sẽ đánh lại. Tôi sẽ trả đũa lại. Thì xin chúc mừng bạn nào chọn một trong hai chữ nha. Ở đây chính là chữ hit nè. Hoặc là cái từ fight back. Đó, đánh lại, bụp lại. Đó. Đó. Vì vậy thầy mới nói rằng là Phạm học phải cẩn thận. Rồi, thầy sẽ qua câu số 2 nè. Thì thủ tướng cái gì đó bắt ở những cái người chỉ trích của ông ta, cái người chỉ trích ông ấy và cáo buộc họ là thiên vị. Thì ý câu này các bác là thủ tướng trả đũa. Thì trong câu này bạn cũng có thể dùng cái từ hit nè, hoặc là bạn dùng cái từ fight, mà quá khứ ở đây chính là cái từ fought nè. Đó, trả đũa các bạn nha. Trong câu này bạn chọn thì quá khứ, bởi vì phía sau người ta chia thì quá khứ nè. Còn chữ hit, ba chữ hit đều giống nhau. Thầy sẽ qua câu số 3 này. Đừng có ngạc nhiên nếu bạn gặp rắc rối vì cái gì đó giáo viên. Thì trong câu số 3 này các bạn, ý nói rằng cãi lại giáo viên. Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ talk back nè. Mà ở đây chữ for đó, nên bạn chọn thầy cái từ talking back các bạn nha, là cãi lại giáo viên. Thì tên cướp bắn vào cảnh sát, cái người cảnh sát mà bắn lại. Rồi, bắn lại chữ gì các bạn? Đây, chữ fire nè. Rồi, fire back. Tên cướp bắn cảnh sát. Bạn nào mà dùng cái từ fought đánh lại cũng được luôn các bạn nha. Cũng được luôn. Thầy sẽ qua câu số 29 nè. Cái người này gọi và anh ấy muốn bạn để gọi lại. Ồ, câu số 5. Câu số 5. Nó hơi dễ. Xin chúc mừng bạn nào chọn chữ call nè. Gọi lại. Câu 6 bạn, đọc cái email từ anh em nhà Carter nè và trả lời lại họ. Để mà giải thích ra cái order này đang ở bước nào, đang xử lý hay là đang như thế nào. Thì trong câu này đọc email và viết trả lời, đây chính là cái từ write back các bạn nè. Đó, các bạn dùng cái từ là get back cũng được luôn các bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 7 nè. Cho tôi mượn đủ tiền cho bữa ăn tối và tôi sẽ gì đó bạn tuần tới. Nói thế này là trả tiền lại các bạn. Xin chúc mừng bạn là chọn thầy cái từ trả tiền lại nha. Chính là cái từ pay nè. Someone back là trả tiền lại nè. Thầy sẽ qua câu số 8 các bạn. Thì tôi có một cái kế hoạch tốt để cái gì đó back cái người này cho tất cả những rắc rối, những vấn đề mà cô ấy đã gây ra cho tôi. Thì ý câu này là tôi có một kế hoạch tốt để mà trả đũa các bạn. Rồi, xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ get back and chính là trả đũa các bạn. Đó. Tất cả những vấn đề mà cô ấy đã gây ra cho tôi. Rồi, chút xíu nữa bạn, khoảng chừng chút xíu nữa thầy sẽ live tiếp, thầy sẽ làm cho xong cái phần này.
phần này, và bữa nay phải xong cái bài review 12 luôn. Mà làm xong thầy sẽ bỏ trên YouTube các bạn nha. Đó, và bữa sau nữa xong, sẽ sớm xong hết cái phần này để đi qua giải đề và làm rất nhiều thứ nữa. Rồi, chút xíu nữa thầy sẽ vào lại. Thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Phạm Học nè. Rất nhiều bạn nha. Cảm ơn bạn Minh Hiển nha. Rồi, cảm ơn bạn Ngọc Ngọc nè. Quá trời bạn luôn nha. Đó, bạn Đặng Khôi Nguyên và rất nhiều bạn luôn. Bạn Xuân Chim nè. Và vân vân nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tí nữa thầy vào lại. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Tí thầy vào tiếp. Nghỉ chút các bạn. Bởi vì hôm nay thầy trường kỳ kháng chiến cho xong luôn hết cái review rồi, thầy dừng đây các bạn nha, thầy dừng đây.